Tâm xin chào mọi người đang xem video trên kênh Nam Tử nha. Thì trong video này Tâm sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẹo mà chúng ta việt hóa cái giao diện của Windows ha. Thì có video lần trước Tâm cũng đã chia sẻ đến các anh chị em là chúng ta muốn việt hóa cái giao diện của cái Windows. Thì cái đó chúng ta phải lên trang chủ của Microsoft. Thì chúng ta tải cái bản ngôn ngữ tiếng Việt về và chúng ta qua một vài thao tác cài đặt nữa để chúng ta làm cái việc đó. Thì từ cái video đó thì cũng có rất nhiều cái phản hồi từ các anh chị em ha. Chị em xem thì có anh chị em cũng gửi lời cảm ơn ha, đã làm được, và cũng có một số anh chị em là gửi phản hồi là không làm được. Cụ thể là có thể lên trên cái trang chủ của Microsoft á, thì nó tải cái trang cái bản ngôn ngữ thì không biết tải đâu, và cũng có một số anh chị em là tải về nhưng mà không cài đặt, không thành công. Và thì hôm nay quay trở lại với cái video này thì Tâm sẽ chia sẻ đến các anh chị em một cái cách đơn giản nhất có thể để chúng ta có thể làm, là chúng ta không cần tải cái gói ngôn ngữ đâu về máy mà chúng ta có thể làm cách đơn giản cho mọi người ha. Thì để làm cái việc đó thì chúng ta bấm vào menu Start chỗ này nha. Và đây là cái dòng Control Panel, anh chị em bấm vào cái dòng Control Panel này nha. Thì khi các bảng Control Panel này hiện ra, chúng ta sẽ chọn tới cái mục Lock Language và Game ha, chỗ này. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái dòng này, chọn thay đổi ngôn ngữ hiển thị dòng này ha. Ta bấm vào đây, đến cái bảng này ha, Keyboard ngôn ngữ chỗ này, thì mọi người sẽ chọn cái dòng này này, chọn ngôn ngữ hiển thị chỗ này. Chúng ta đang thấy ở đây là cái ngôn ngữ tiếng Anh ha, English, thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta thay đổi ngôn ngữ. Mọi người bấm vào đây, mọi người sẽ thấy một cái dòng tiếng Việt nằm ở dưới mọi người ha. Thì tới đây chúng ta sẽ chọn vào cái dòng tiếng Việt ha. Và tiếp theo mọi người bấm vào Apply. Khi mọi người bấm vào Apply thì máy yêu cầu chúng ta sẽ thoát đăng xuất ra ngoài ha, đăng xuất ra ngoài và chúng ta sẽ đăng nhập vào trở lại. Thì tới đây chúng ta sẽ bấm vào đây đăng xuất ra ngoài và chúng ta đăng nhập vào, coi như thành công rồi mọi người ha. Khi chúng ta làm các bước đó xong thì máy tính báo chúng ta là lock out và chúng ta lock on vào trong, thì cái máy tính đã được việt hóa. Mọi người nhìn trở lại chỗ máy tính đang việt hóa này ha, thùng rác nãy là đây cái pin, bây giờ là thùng rác ha. Mạch computer thì chúng ta thành máy tính, và những cái hiển thị các bạn điều khiển bên đây nó vẫn là lên tiếng Việt cho chúng ta mọi người đây ha. Cái việt hóa rất là nhiều luôn, trong này cũng vậy, đây tài liệu hình ảnh nhạc các kiểu nó đã việt hóa trên này gần rất là nhiều cho chúng ta đây. Thì anh chị em nào mà không quen sử dụng cái tiếng Anh này thì chúng ta có thể sử dụng bản này ha, thì nó rất quen thuộc, gần gũi với chúng ta. Thì thông qua video này Tâm cũng chia sẻ đến các anh chị em nào lần trước ha, đã tải cái bản ngôn ngữ từ cái trang chủ của Microsoft mà chúng ta không thể cài được á, thì cái video này hy vọng là sẽ giúp ích cho các anh chị em gỡ gối một phần nào ha trong cái vấn đề đó. Thì Tâm cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.